Thằng ơi, tự sát đi đó, bắn làm gì á? Thôi, bỏ đi. Đi đỡ tốn thời gian. Rồi, 45 là 46 rồi, có gì đâu, tự sát đi. Đang cầm đam boss mà, không lên được chắc 2 á. Lấy điểm mà. Nó đi, vô luôn. Thì nhanh ơi. Đứng ngoài bị bắn mấy cục chó này vào cho tao. Có mày lên điểm rồi. Không có cộng chết cực sản. Da 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 qua trận mới hả Sơn? Thì băng rồi đó, chết đi, đừng tốn thời gian nữa. Đừng nghe nữa. Đằng nào cũng chết, đằng nào thì cũng phải chiến đấu đến cùng mà, không phải lo. Rồi, tốn thời gian để kéo lên xếp 40 lấy con mà. Yep. Let's go. Chắc là 40 đó. Chắc là được 2 đó. Bắt cuối. Ui mẹ ơi, 6 ca máy. 7k em. À 7k đi, cho là 7k. 6k 9 mấy nè rồi. Ha à, nhìn anh Leon over nhìn mắc cửa rồi luôn á. Có biết là có chích vào luôn không nhỉ? Chích ai? Mà có vào luôn không? Ôi lên 1 thôi, không lên 2 được đâu. Cái mùi lên 1. Ôi ba S luôn nè. Người chết em à. Nhanh. Sao thằng boss ba S luôn. Phải thằng cứt. Thôi sao thằng boss ba S thì dẹp rồi anh ơi. Làm không mua mở lốt hòm đi. Hết rồi. Và cửa hàng mua được cái gì đó. Nhất luôn. Bắn lốt vào cửa hàng đi. Ở cửa hàng rồi, còn anh mua luôn nhé, thì phải mua luôn nhé, chờ vào mua hết hòm, mua hết hòm trắng, mua hết hòm vàng ấy, mua sạch đi. Chết rồi, vậy là hóc điểm hóc mi rồi. 45 chắc không được nhiều điểm rồi. Bông mà chết. Cái này không không phải đâu. 3B. Như là 5 câu 4 mà. 5 câu 1, 5 câu 1, 5 câu 4 là ngày hôm qua rồi anh ơi. Nên 5k7 rồi. Cái con rồi. Hai hòm đi. Mua tốt mà. Được một cái hòm nè, Hòm 4x. Hòm chán chưa? Mở đi bác, mở đi. Vào kho mở đi. Rồi, mở luôn. Hết rồi. Tích 5 hòm mở lần đi. Trời trời má giảm hồi sinh Omi ơi, Omi. Ghép bớt có tím được, ghép bớt có tím lên. Con mẹ. Ghép bớt mấy con mình không dùng lên. Ờ. Dành thời gian hồi sinh. A miệng của em đó. Giảm tôi giao rồi chứ. Để thế đéo mua tốt tiền. Để hãy chẳng tiếp đi lang, ghép tiếp. Trùng với tập cũng không được để thì bỏ đi. Ờ cứ đừng mở đi. Để tôi vào con bò lốc. Chị ơi, vô luôn nhá. Chị vô luôn đi. Thôi rồi, còn thế tôi vào con bò lốc lốc luôn. Coi như là một ác làm lại từ đầu, coi như là lại cầm ác để làm lại từ đầu luôn. Đúng vậy, không may được tử vậy. Mi được cái gì? Ông Mi bao nhiêu điểm rồi? Các bạn đấy, em các bạn khui ra cái thầy ra cái gì? Nhà tự giao hồi sinh. Nói rồi, thầy không bao giờ nghe. Nó chỉ ra là thầy ra hồi sinh thôi. Mẹ ra. Chấp nhận đi. Rỗi rồi. Giỏi luôn. Rồi. Ui cái nhạc hay thế. À, đấy các bạn nó thích đâu nhỉ? Thích thực ra là thích với ba Asanus. Rồi nữa à? Ờ, còn tô bà con bà lộ mốc lốp. Ờ, thế bác đi cái gì? Thì vẫn ấy thôi. Ờ, thế đi mình à?
Không chỉ là tôi cảm ơn ấy, tôi hãy chờ mời tôi. Thích thì nó để tôi xem, nếu mà nó thích đi cùng thì tôi sẽ tính tiếp. Nhắc đề cho thịt.